Mẹ ông cho đi đâu. Ai bảo mày ông mẹ ông đi. Thôi mày vẫn đi. Thắng Hàn. Đừng ra đường của tôi. Mày nhớ á. Mẹ không cho đâu. Mày nhớ á. Mày nhớ. Quay mà. Em không đùa nó xấu vãi à. Mẹ hôn anh Sơn gái đi. Để mai tôi dập tiếp hot trên YouTube. Không, anh Sơn xấu. Không, hôn tạm vẫn được, hôn gái đi. Không, em chưa hôn ai bao giờ. Mày đang quay khỏa thân mông mông má để lên YouTube này à? Ai? Đi chơi đi. Sao mày lại đánh tao? Con gái con nứa nằm như kiểu là dáng gọi là, đây gọi là gì? Nhìn em như một làng tiên cá bị lỗi. Em không đùa đâu, em muốn đi chơi. Phiên bản làng tiên cá bị co quắp. Mắt người ta đi tắm sớm không phải đi chơi. Không đi chơi. Lên sớm một ngày cũng định phải tắm. Thế mày thì không nên không tắm à? Lên sớm sớm một ngày phải là mày lên hay lên đúng cái lần. Thế mày đuổi nó về đi. Đuổi về rồi đi chơi. Bảo thế nào? Thời đại 4X anh em ạ. Mỗi người một cái điện thoại, nằm vạ vật ở giường. Nằm như cảnh 545 luôn. Đây là thành viên tem của mình nha mọi người. Em không đùa đâu. Em đi thôi. Em không biết đâu. Đây là cảnh con gái thời 4X. Wow. Bá đạo trên từng hạt gạo. Điệu nằm bá đạo ấy. Quay cái gì mà quay? Sao á? Mình thích thì mình quay thôi. Ở nhưng mà em cháu thích. Em mèo thích kệ em. Em à. Mày đi chơi. Đi mình đây. Đây là phong cách chơi game của Giang Titi TV. Đó. Đây là điệu chơi game của Giang TTV. Đây là CXS trôn cắm cúi như một một gì nhỉ? Súc vật ba đầu à? Còn đây là Phương Anh học lớp mấy? Học lớp mấy? Đấy bạn nào bạn bè nào của Phương Anh nhá. Vào nhớ comment nha mọi người. Để lại một comment cho bạn học của mình. Giang ngưng chơi game chào mọi người tí nào. Hello. Sơn. Hello mọi người, mình là Giang Titi. Sơn. Sơn. Chào mọi người cái nào. Thôi à. Anh em yêu quý nhớ vào ủng hộ nhá. Thằng tiết kiệm này chào cho mọi người đấy. Thôi kết thúc video giờ nghỉ tối của tem quá, ở đây nhá. Video dài quá. Chào mọi người. Hẹn mọi người các video tiếp theo. Nhá. Bye.